Uống nhiều nước. Một nghiên cứu năm 2016 với hơn 18.000 người ở Hoa Kỳ cho thấy những người uống nhiều nước hơn luôn cảm thấy hài lòng và ăn ít calo hơn mỗi ngày. Họ cũng tiêu thụ lượng đường, chất béo, muối và cholesterol thấp hơn so với những người tham gia uống ít nước hơn. Tránh đồ uống có đường. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống nhiều soda hoặc nước trái cây có đường có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm. Một nghiên cứu dài hạn với hơn 118.000 người tham gia được công bố vào năm 2019 cho thấy những người càng uống nhiều đường thì càng tăng nguy cơ tử vong. Việc tiêu thụ đồ uống có đường có thể không tốt hơn cho sức khỏe của chúng ta và có thể dẫn đến tăng cân. Ngủ đủ giấc. Nhiều người nghĩ rằng có thể hoạt động tốt mà không cần ngủ đủ giấc. Việc bỏ qua giấc ngủ có thể khiến chúng ta ăn những thực phẩm không lành mạnh. Nghiên cứu được công bố vào năm 2013 trên tạp chí Nature Communications tiết lộ rằng những người thiếu ngủ có nhiều khả năng tiếp cận với thực phẩm giàu calo và tăng cân hơn những người được nghỉ ngơi đầy đủ. Tập thể dục buổi sáng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người tập thể dục vào buổi sáng khi bụng đói có thể đốt cháy nhiều hơn 20% chất béo trong cơ thể trong quá trình tập luyện, vì họ phải sử dụng nhiều chất béo dự trữ hơn làm nhiên liệu. Việc hình thành thói quen vận động vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày sẽ mang lại những lợi ích lớn nữa. Tập thể dục không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn giúp ngăn chặn chứng trầm cảm và giữ cho tim, phổi, trí óc của bạn khỏe mạnh khi về già.